vì đồng cảm với tôi, và tôi nghĩ rằng là kể cả anh Huy dù là một fan của Man United thôi, đến giờ phút này cũng mất niềm tin quá lớn vào Erik ten Hag rồi. Và em nghĩ rằng là cái cảm giác này nó sẽ vẫn còn đeo bám Manchester United thôi khi mà Erik ten Hag vẫn ngồi đó. Chứ còn nói thật là cơ hội đến với ông ta rất là nhiều rồi, qua nhiều trận đấu rồi, nhưng chúng ta không nhìn thấy cái điểm tích cực. Có thể là vì chấn thương, về mất mát cầu thủ này cầu thủ kia ở mùa giải năm ngoái mà ông ta gặp khó khăn, nhưng mà năm nay thì những cái sự mất mát đấy đã được sự chuẩn bị rồi mà. Chứ có phải là bước vào giải đấu giống như trường hợp Rodri của Man City tự nhiên đùng cái vào mất 8-9 tháng thì mình còn bảo rằng là khó khăn trong việc xử lý vấn đề. Chứ còn bây giờ cầu thủ như là Luke Shaw, như là Malacia, rồi Joro chẳng hạn là biết chấn thương từ đầu mùa rồi. Thì ông phải có những cái sắp xếp nào đó để đội bóng không bị ảnh hưởng. Nhưng mà nhìn tình hình này không ổn. Lê Đình Tản, Man United cả đội tốt không sao, chỉ một cá nhân tệ là thua. Thực ra là tôi nghĩ rằng là đội nào cũng thế thôi. Cái sai lầm nó cá nhân nó có thể khiến cho một đội bóng gặp những cái hoàn cảnh khó Không, nhưng mà khăn. cái điều bạn nói là nó đúng với MU mấy mùa gần đây đấy. Vâng. Các đội khác thì đúng là như thế, tức là mất quả bóng ở chỗ sung yếu, cái chỗ Bruno chẳng hạn, hoặc Vâng. là biến thành một cơ hội, hoặc là mất là bị phản công. Nhưng mà cảm giác cái chỗ nào mà bị lỗi là từ trong khu vực nửa sân trở lại, chỗ nào bị lỗi là cái phương án để mà bịt cho cái người bạn mình bị lỗi là MU rất kém. Đây là cũng là vấn đề chiến thuật thôi. Cái sự hỗ trợ khắc phục khủng hoảng khi mà ai đó mất bóng hoặc là ai đó mắc sai lầm là yếu thật. Cái này thì tôi công nhận là bạn có. Nhớ có trận Man United với Arsenal mà Sir Alex cho ra sân 8 hậu vệ mà vẫn thắng Arsenal. Đấy chính là một trong những trận đấu kinh điển được ghi vào lịch sử đúng không ạ? Với những người rất là bình thường nhưng mà thắng một Arsenal với khả năng cạnh tranh rất lớn vào mùa giải đó. Ông Sir Alex Ferguson thì mọi thứ nó nằm trong sự kiểm soát của ông ấy. Thành ra là có những trận mất người thì ông sẽ biết cách thay bằng người khác, có thể không đúng với vai trò sở trường đấy, nhưng mà khi có một cái người lạ vào đá chỗ đấy thì lại biết phát huy cái gì đó mà đối phương không lường được. Đấy, nói chung là chúng ta vẫn nói đi nói lại, tức là Sir Alex thì khen một câu nhiều khi cũng là thừa, mà khen cả ngày cũng là không đủ. Đấy thì ông ấy là người đặc biệt rồi. Nhưng cái hay của Sir Alex là luôn biết phát huy năng lực tốt nhất của các cầu thủ mình có trong tay. Không phải lúc nào ông ấy cũng có đầy đủ những cái cầu thủ chất lượng nhất, nhưng mà ông ta luôn biết cách để làm sao thế nào đó để có thể tận dụng được những gì mà mình đang có và phát huy tất cả những năng lực tốt nhất mà các cầu thủ có thể thể hiện trên sân. Một trong những cái điều ấn tượng nhất với em chính là trận chung kết Champions League năm 1999 với Barca. Anh Huy biết rằng là trận đấu đấy cả Roy Keane và Paul Scholes đều đều không thể thi đấu, đúng không ạ? Ông ta xếp Beckham ở vị trí tiền vệ trung tâm, đưa Blomqvist đá lệch trái, Lịch trái. đưa Rangnick đá lệch phải, đúng không ạ? Và nó đã khiến cho Barca nói thế thôi cũng gặp những cái rắc rối nhất định nào đó trong cái trận chung kết đấy. Tức là thế này, bình thường MU là đá hồi đấy chỉ đá 4-4-2 Đúng thôi, rồi. và hai tiền vệ trung tâm. Tức là Nicky Butt đá thì bình thường nếu mà hai tiền vệ trung tâm đúng nghĩa thì sẽ chơi theo kiểu cống hiến bình thường. Nhưng mà trận đó khi mà cần phải lấp như vậy, Beckham và Butt đá ở giữa thì Butt là người chuyên game FMS. Vâng. Đấy, và sau trận đấu thì các chuyên gia mới phân tích rất là rõ câu chuyện này. Tức là khi tôi không có đủ con người thì tôi có lý do để ngả ra một kiểu khác. Ví dụ ông Scholes với ông Keane mà lăng nhăng bám theo một ai đó là không được, bởi vì hai ông này cũng là ngôi sao rồi. Nhưng mà chấp nhận hy sinh Nicky Butt để mà một đổi một vô hiệu hóa được FMS thì rõ ràng FMS trận đó là không còn là chính mình nữa. Thì đấy, tức là cái khó này thì nó lại ló ra cái khôn kia của ông ấy. Vâng. Đấy là cái hay của Ferguson. Cái hay của Ferguson là như vậy đúng không ạ? Đấy là lý do mà ông ta luôn có những cái quân bài rất là đặc biệt, ví dụ như O'Shea này hay là Brown, tức là những cái người mà có thể làm rất là nhiều việc. Rồi sau này có trường hợp của Fletcher cũng thế, đá ở rất nhiều vị trí, rồi Park Ji-sung đúng không ạ? Những cái người rất là tuyệt vời trong cái hệ Tức thống là của Sir Alex. gần đây chúng ta hay có khái niệm là tính toán rất là tròn ấy, Vâng. thì ông là người tiêu biểu cho cái chuyện này. Mọi thứ nó rất là tròn trong cái tư duy của ông ấy. Ấy thì mất cả cái chủ nhật, chán, mệt. Xem Man United chủ nhật thì đến thứ hai đi làm, đi học, anh em nó chôn cho đấy, bảo ông vào hang đi nọ nọ kia kia. Như hôm qua xem vào giữa tuần thì mệt, đi làm khó chịu, cảm giác bức bối, mặc dù hòa trên thế thiếu người đấy nhưng mà nó vẫn bức bối một cái điều gì đấy. Nói chung nhưng mà anh em thì bảo rằng nhưng không có xem thì cũng buồn. Bởi vì nếu không có Man United thì buồn thật. Đúng. Chúng ta cứ hình dung là cứ cuối tuần mà không có Man United thì thế giới bóng đá này nó cũng mất đi cái sự thú vị riêng của nó. Mà Man United mà cứ thắng tù tì như Man City thì chắc gì anh em đã nhiều view, phải có nhiều cái tranh cãi này đúng không? Thì Vâng. phải có nhiều cái tranh cãi.
nhiều cái nó cứ bất ổn định như thế này thì mới có nhiều view. Nhưng mà anh ơi, nhưng mà em nói thật nhá, nó xuống quá cũng không có view. Tức là người ta chán, kiểu không muốn xem, không muốn nghe, không muốn nhắc đến nữa. Kiểu như thế. Nó cứ nhùng nhằng như này. Cứ nhùng nhằng như này, mệt ý. Là, thì, tức là cái lúc mà Man United có nhiều view nhất ý anh. Chính ra là cái giai đoạn của Ole Gunnar Solskjaer. Tức là hay mà. Có thể là đội bóng của tôi không được nằm ở top, nhưng mà thi thoảng tôi thắng được một vài trận hoành tráng. Ví dụ thắng Man City, thắng Liverpool, thắng Paris Saint-Germain, thắng rất nhiều trận hoành tráng và rất nhiều view. Thế thì em nói thật, thôi kể cả nó có bất ổn đi đâu chăng nữa, nhưng mà nó không được quyền bất ổn như thế này. Cái hồi mà thời của Solskjaer ấy thì Man United nó còn có một trong một cái định hình, một cái hình thái ấy, một đúng cái rồi, hình một cách thái, chơi, cách chơi nó rõ ràng hơn. Hồi đấy là chơi đúng kiểu như là phòng ngự phản công. Vâng. Mà anh em để ý nhá, là cái cầu thủ của Man United trong những cái giai đoạn mà Solskjaer ấy, thì ở cái giai đoạn mà sáng nhất, chúng ta biết một Rashford hay nhất là Rashford ở thời Solskjaer. Tại vì hồi đấy là Rashford là một, chúng ta đều biết rằng là một cái mẫu tiền đạo mà cần khoảng trống để có thể tốc độ, mà cần khoảng trống để hoạt động. Thì cái lúc mà Rashford hay nhất ở Man United là lúc mà trong những năm với Solskjaer, chứ không phải năm ở với Erik ten Hag. Erik ten Hag, hay là kể cả Bruno, những cái năm hay nhất nhá. Đúng cũng rồi. Là năm ở cái thời mà Solskjaer. Đó, cái thời mà Bruno gọi là đến mà ngay lập tức tạo ra một hiệu ứng cực kỳ lớn và sâu rộng trong cái lối chơi của Man United ấy. Thì cũng là Bruno ở cái thời kỳ mà với Man United được dẫn dắt bởi Solskjaer. Có nghĩa là hồi đấy họ chơi phòng phản công, và chúng ta thấy rằng rõ ràng cách chơi đó nó ít nhất là phù hợp với những con người của Man United ở thời đó. Thế nhưng mà chúng ta đều biết rồi là cách chơi đó thì không được lòng cái cổ động viên, Đúng không được rồi. lòng ban lãnh đạo Man United, thì họ vẫn muốn Man United là phải chơi kiểm soát, chơi tấn kiểu tấn công. công, chơi kiểu thứ bóng đá kiểu Bởi vì phạt thấy ông kick. Man City ông chơi như thế là mình cũng muốn chơi như thế, đúng Đấy, không? thế thì nó mới dẫn đến câu chuyện là Solskjaer là cứ mắc kẹt một cái giữa hai cái trạng thái, là một thì Với là cả chơi cũng kiểm tội soát. nghiệp Solskjaer, cái lúc mà Solskjaer có vẻ ổn rồi ấy, thì Man United lại đưa Ronaldo về. Cái lúc đấy em nghĩ rằng là trong đầu của Solskjaer sắp đặt cho mùa giải mới là không có Ronaldo nhá. Nhưng cuối cùng Man United lại quyết định đưa Ronaldo về vào lúc đó, nó làm một cái sự khó khăn. Hôm nọ thì Solskjaer khi mà trả lời phỏng vấn ấy cũng có nói rằng là tôi gặp khó khăn trong việc sử dụng hay không sử dụng Đúng rồi. Ronaldo, vì sức ép với Solskjaer vào lúc đấy rất lớn.